Rồi, đâu xem coi hình hai bạn coi nè. Em có hình ảnh gì không cho chị coi coi. Ờ, cái hình kia thì chụp 20 năm về trước, còn cái nào, hình nào 20 năm về trước đấy hả? Dạ. Trời đất ơi. Hình rồi, kia thì mới hồi năm ngoái nhưng thôi. Nhưng mà cái này phải 20 năm về trước của trong đây có luôn không? Có luôn. Ờ đó, 20 năm về trước và 20 năm về sau, lựa một anh. Về đâu? Ừ, dễ chọn dễ nhìn nè, đó lựa đi. Đâu anh nào mà 20 năm về trước và 20 năm về sau, hai anh này đều có trong hai tấm hình nha. À, để em suy nghĩ ra là khuôn mặt bạn này là giống nhau nhất đó chị. Hả? Hai bạn này có cùng một khuôn mặt à? Còn anh này thì chắc là không phải, anh đeo mắt kính. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Tôi nào có đeo mắt kính. Này. Dạ. Dạ em nghĩ là bạn nữ đeo kính này nè. Tại sao em lại chọn bạn đeo kính? Tại vì hai hình này nó giống nhau. Xin mời hai bạn hướng mắt về trái tim để xem cảm nhận đầu tiên của mình ngày hôm nay đúng hay sai nha. Sai. Em sao sai tên? Rồi. Anh xin lỗi em đi. Em sai rồi. Vì là vì anh thay đổi nhiều quá nên là em anh kia cũng có nè, anh kia là cái anh ngồi bên kia. Tại vì em nhìn cái khuôn mặt ở đây, khuôn mặt ở đây em không nhận ra luôn. Trời ơi, quá. Dạ, mình xin tặng em cái món quà. Mình cái gì, mình là ai? Mình là, à anh xin tặng em cái món quà này. Dạ. Dạ. Cái này là do cũng là một câu cái câu chuyện mà do quá trình mình không biết làm gì hết trơn á, trong 4 năm trước á vô tình mình đọc được cuốn sách này mà nhờ cuốn sách mình là tạo nên thành công như ngày hôm nay cho mình. 4 năm trước là năm 2016 là bầu cử tổng thống Mỹ. Trước khi bầu cử tổng thống Mỹ thì mình đã biết rồi, là trước đó là mình đã hình dung ra khi mà tranh cử mình nói là ổng sẽ là tổng thống. Con mà người ta sắp đi nước ngoài, anh nói chuyện nước ngoài em á, tại vì cái ngày mà công bố kết quả bầu cử là hôm đó em đi làm nhưng mà em không có làm. Em mở internet ra xong rồi em theo dõi kết quả bầu cử và em theo dõi kết quả từng bang. Khi mà kết quả là Trump thắng cử em cảm thấy sung sướng lắm. Tại vì ban đầu mình cũng không biết là Trump bầu cử gì hết trơn, mình chỉ biết là mình đọc qua sách ổng, ổng làm bước đầu sản. Mình còn đang ở Việt Nam mới chế mình bàn qua tới rê kì rồi mới chế tặng qua. Dạ em xin. À em tặng anh một cái món này. Khá quà là đặc gì? Biệt. Đó đặc biệt cho tôi coi coi. Hơi nặng. Nặng quá. Cũng là dạ, một cuốn sách, một cuốn sách. Anh là quê ở Sài Gòn luôn đúng không anh? Đúng rồi. Nên là em tặng anh một cuốn sách từ Sài Gòn. Ủa tặng cuốn sách thì được rồi, sao tự nhiên kèm rượu bia không vô trong chổng chi nó vậy? Hai chai rượu bia trong chổng chi vậy? Tại vì anh bảo là anh không có hết rượu bia nên là em tặng anh để anh tập anh uống từ từ. Rồi đây, sao biết ta không có rượu bia? Em đoán đó chị. Đoán được luôn. Cổ tặng mấy cái chai rượu bia này toàn đồ nhẹ không à? Dạ em biết rồi. Hôm có nằm mơ có thấy ông Tơ bà Nguyệt báo tin 32 năm ngày hôm nay con gặp chị Cát Tường, được gặp anh kia. Không biết uống rượu bia tập cho ảnh nhậu xỉn đi con, rồi luộc ảnh luôn đó, đem ra hai chai. Trời hay quá, chúc em thành công ngày hôm nay. Ý đồ em ghê quá, ý đồ em sâu xa. Cái lần đầu tiên tôi thấy tham gia chương trình mà tặng bạn trai bia, trời ơi.